25 lè đã từng đau đớn xó xó, trời đất này còn ánh sóng xó xó. Ca sĩ Phương Trần xin gửi tới những tình cảm. Em có lì xì chưa? Chưa có lì xì của anh ơi. Quá chưa nhờ. Quá chưa nhờ. Chưa. Ở đây chưa lấy vợ đi em. Rồi em có anh có hai nhá. Quá rồi. Anh lì xì rồi. Có một người mà. Tú. Có em. Thôi, lì xì thì không ai lên. Không. Không. Lì xì tiếp. Không ngồi đứng lên chứ. Đây là năm nay mới. Cái này là năm Thiên Ninh. Cái đây là Bắc Giang. Vì cái con lại là cái tầng tên là lại của vua Bắc Giang về. Hôm nay là Bắc Ninh là bên thằng đóng chị gái ở Bắc Ninh ạ. Bây giờ tổ chức đám cưới là nhân lực rất là nhiều. Gì anh xem? Ủa? Em có lì xì chưa?
chưa có lịch sử của anh mời. Quá chưa nhờ. Thôi. Quá chưa nhờ. Chưa. Ở đây năm nay lấy vợ đi em. Anh lì xì rồi. Có một người mà. Tú. Còn khói không? Thôi, lì xì rồi không anh lên. Không, không, không. Không, lì xì tiếp. Anh. Bên là thằng đó chị gái mà Văn Minh ạ, đó, năm cân ạ.